chúng ta quyết định bỏ tiền ra đầu tư một thứ gì đó, dù nó là cổ phiếu, bất động sản hay là Bitcoin, thì có phải rằng chúng ta đều muốn mua nó được rẻ hơn giá trị thật của nó, phải không? Bởi vì nó sẽ được hai thứ, chúng ta sẽ giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Vậy thì ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu với mọi người một hiện tượng vô cùng kỳ lạ của thế giới whisky. Cùng là một chai rượu, cùng là một loại rượu đó, nhưng bạn sẽ được mua rẻ hơn 20 lần và lại còn là đến từ một nhà trưng cất huyền thoại Springbank nữa. Trên tay tôi là một chai rượu Springbank được trưng cất vào năm 1919, có tuổi đời lên tới hơn 100 năm. Và chai rượu này là một chai rượu vừa có giá 15.000 bảng mà lại vừa có giá là 266.000 bảng. Vậy thì bạn nên mua chai rượu nào? Câu trả lời sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Đây là chai rượu Springbank 1919 phiên bản đầu tiên được đóng chai ở dạng hình giống quả lê này. Chai rượu này được trưng cất vào ngày 19 tháng 12 năm 1919 và được đóng chai vào ngày 25 tháng 11 năm 1970. Tuy nhiên, cái nồng độ cồn của nó mới là cái chi tiết đáng để chú ý. Nồng độ cồn của chai rượu này ghi là 66,3 proof, dịch ra là 37,8 độ. Nếu mà chai rượu này được đóng vào thời kỳ ngày nay, được áp xuống bởi cái đạo luật của Scotch Whisky Regulation, thì chúng ta không thể được phép gọi chai rượu này là một chai rượu Scotch Whisky được, mà chỉ được phép gọi nó là Spirit bởi vì nó đã ở dưới 40 độ. Chai rượu này đến từ một cái thùng gỗ có số là 715, được trưng cất ngay sau khi Thế chiến thứ nhất. Và cái thùng này dường như nó đã bị lãng quên ở trong nhà kho của Springbank, bởi vì nếu chúng ta tua ngược lại thời gian về thời kỳ đó, cái thời kỳ mà ngành công nghiệp whisky nó không được phát triển như bây giờ, chai rượu này đã thực sự sống sót qua tất cả các giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử whisky để nó vẫn được đóng chai dưới dạng là single malt vào năm 1970 này. Bên trong chai rượu này ghi là Springbank 50 năm. Thì cái độ tuổi 50 ở đây ấy, nó chỉ biểu thị cho cái loại rượu trẻ nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, rượu này được đóng nguyên từ một thùng 715. Vậy nên độ tuổi chính xác của nó là đúng 50 năm. Chai rượu này có giá ở trên thị trường là 15.000 bảng, khoảng tầm gần 500 triệu đồng. Và bây giờ là điều kỳ lạ của whisky thế giới. Vào cuối năm 70 và đầu năm 80, thời kỳ mà cái việc ghi proof không được phép chấp hành nữa, mà những nhà trưng cất rượu họ phải ghi là phần trăm độ, thì chúng ta xuất hiện ra một chai rượu mới, đó chính là Springbank 1919. Nhưng mà giờ đây nó không ghi là 66,3 proof nữa, mà nó ghi là 37,8 độ. Cái chất rượu của chai pear shape này, chai hình quả lê này, và cái chất rượu của cái chai giá cao này, nó đều là một. Nó đều là một và nó đều đến từ thùng 715. Nhưng mà cái chai cao này thì được bán với giá là 266.000 bảng. Tôi có thể khẳng định với cả mọi người xem video này, đó chính là sự khác biệt duy nhất của hai chai rượu này, đó chỉ có là cái giao diện bên ngoài mà thôi. Khán giả quen thuộc của kênh Năng Tổ Whisky hoặc là những người chơi rượu lâu năm, những người có kinh nghiệm lâu năm thì luôn biết rằng có một cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn xem chai này có đáng sưu tầm không, đó chính là về độ hiếm. Một chai rượu chỉ đáng sưu tầm nếu chúng ta thích nó hoặc là nó rất hiếm. Thì cái chai rượu này, với cá nhân tôi, nó đã tích cả hai cái hộp. Chai rượu này hiếm ở một chỗ, đó chính là chúng ta quay ngược lại về thời gian khoảng hơn 100 năm trước. Cái thời kỳ mà họ làm ra những cái giọt rượu ở bên trong chai này, đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Tuy nhiên, nó vẫn đứng ở đây. Các sự kiện có thể kể ra như là thời kỳ hoàng kim của Campbell Town, thời kỳ mà những nhà trưng cất đây mọc lên như nấm, nhưng mà lại bị cuốn trôi đi rất nhanh sau khi đã mất uy tín. Và thời kỳ đó là thời kỳ cấm rượu ở Mỹ. Sau thời kỳ cấm rượu ở Mỹ, chúng ta tới thời kỳ mà single malt nó còn chưa phải là định nghĩa và blended whisky nó mới là đỉnh cao. Tiếp theo nữa, chúng ta đến cái thời kỳ mà được gọi như là đen tối nhất của Scotch whisky vào cuối 70 và đầu 80, chính là whisky lock, khi mà những chai rượu họ làm ra thì không có người mua. Tất cả những cái sự kiện đó thì chai rượu Springbank 1919 này dường như đã chứng kiến hết bằng chính mắt của nó. Ngoài cái độ hiếm ra, nó còn làm một cái nhân chứng về lịch sử rất là rõ ràng. Nó quá đầy đủ những yếu tố mà một người sưu tầm cần phải có. Và nếu không mua chai rượu này thì tôi không biết rằng có chai rượu nào đáng sưu tầm hơn nữa. Tôi cũng là một người chơi rượu như các bạn, và tôi biết rằng khi tôi mua một cái chai rượu đấy để chơi thì tôi cũng muốn được mua nó ở một cái giá gọi là ngon. Ngon ở đây là phải rẻ. Mà rẻ ở đây là rẻ so với cái gì? Chai rượu này nếu mà so sánh với cái chai tương tự
thì nó rẻ gấp tới 20 lần. Còn nếu mà so với một hãng khác, ví dụ như là Macallan 50 năm phiên bản 1928 đóng chai năm 1983 cũng rẻ gấp tầm khoảng 9 lần. Vậy nên có thể nói rằng chai rượu này nó vừa hiếm, vừa rẻ và vừa chất lượng. Và nó thực sự là cái đích đến cuối cùng cho những người chơi Springbank. Nếu bạn bảo rằng bạn là một người chơi Springbank, trong tủ rượu của bạn không có chai rượu này, thì tôi nghĩ rằng nó chưa hoàn thiện. Tại Đăng Tàu Whisky, ngoài việc chia sẻ kiến thức về whisky giúp cho bạn nhập môn dễ hơn, thì tôi cũng rất thích chia sẻ về những cái món hời trong làng whisky. Và ở trong video này thì tôi mong rằng bạn cảm thấy thú vị về chai Springbank 1919 và bạn biết được rằng là khi chơi rượu thì chúng ta nên chọn gì để mà chơi. Nếu bạn cảm thấy thú vị về video này thì hãy cho tôi biết ở phía dưới phần comment rằng chai rượu nào bạn muốn tôi review tiếp theo và tôi sẽ review chúng. Xin chào và hẹn gặp lại.